Chúng ta bàn về vấn đề liên tục điều ha. Cách mình nêu ra định nghĩa và một số kết quả và sự liên hệ giữa liên tục điều và liên tục. F xác định trên D ha. D là một tập con của tập số thực. Đi vào tập số thực. Ta cho A thuộc vào tập xác định hàm số. Ta nói à, chúng ta cho thêm một cái tập E là con của D. F liên tục tại A. Nếu màu epsilon dương tồn tại delta dương với mọi ít thuộc vào tập xác định hỏa trị đó ít trừ e nhỏ delta thì ta sẽ dẫn đến chỉ đó hết ít trừ chép a nhỏ epsilon rồi chúng ta cũng có sẽ có định nghĩa f liên tục trên d nó khá là dài mình xuống dòng ha f liên tục tại mọi điểm thuộc tại mọi y thuộc vào d ha dẫn đến mọi y thuộc d mọi epsilon dương tồn tại của delta dương với mọi ít thuộc tập xác định hàm ấy để cho trị đó y chữ ít nhỏ hơn delta chúng ta dẫn đến trị đó ít chữ ít nhỏ epsilon có thêm dấu bằng cũng được. Đây là cái sự liên tục của hàm F trên D nhớ rằng cái con delta này nè nó phụ thuộc vào epsilon và y ha không chỉ phụ thuộc vào epsilon còn phụ thuộc cả vào y luôn ha ngược lại sự liên tục đều thì chúng ta chọn được cái con delta. À, nó không phụ thuộc vào con y đâu ha. F liên tục đều. Liên tục đều cái đều là bình thường á chứ không có trong nháy ha. Dấu chữ đều. À, mình nhầm lẫn chút ha định nghĩa sự liên tục trên một cái tập con của D là E đó mọi y thuộc E lại trên E rồi định nghĩa sự liên tục đều của mép trên E E là con của D có thể bằng D ha nếu mọi epsilon dương tồn tại delta dương cho với mọi y thuộc vào tập E để cho
trị đổi x trừ y nhỏ hơn delta thì người ta dẫn đến trị đổi fx trừ fy nhỏ hơn epsilon. Đại khái nói một cái đại khái ha, những con x y và mà nó gần nhau thì có nghĩa là cái sai lệch giữa chúng nhỏ hơn delta sẽ dẫn đến cái sai lệch giữa fx và fy nhỏ epsilon ha. Mọi con epsilon đều có một con delta như vậy, miễn là x trừ sai khác y một sai số delta dẫn đến sai số giữa fx và fy nhỏ epsilon ha. Nhớ rằng cái con delta này không, tất nhiên con x con y nằm phía sau nè, thì cái con delta chỉ phụ thuộc về epsilon thôi, cái sự khác biệt giữa cái sự liên tục đều ha. Ta sẽ phủ định cái mệnh đề. Thật ra cái định nghĩa này được định nghĩa thông qua một cái mệnh đề ha. Phủ định mệnh đề chúng ta sẽ có được là hàm F không liên tục đều trên một cái tập E. Không liên tục đều. Trên E. Nếu phủ định mệnh đề thôi ha. Mọi epsilon dương nhằm tồn tại epsilon dương. Mọi delta dương tồn tại xi thuộc E sao cho trị đó x trừ y nhỏ hơn delta hoặc là nhỏ hơn bằng cũng được, để sẽ dẫn đến trị đó fx trừ fy lớn hơn bằng epsilon. Dù chúng ta có thể lấy hai cái con xi đủ gần nhau nhưng mà cái giá trị của hàm số tại hai cái điểm đó sai lệch nhau lớn bằng con epsilon cho trước này. Tồn tại con epsilon cố định ha. Epsilon không phụ thuộc vào delta nha. Rồi, chúng ta sẽ dùng cái công cụ này để chúng ta chứng minh hàm F không liên tục đều ha. Ngoài ra chúng ta có thể chú ý đến hai cái điều sau. Ta có cái phương pháp để chứng minh ha. Không liên tục đều ha. F không liên tục đều. Trên E thôi. Cái công cụ thứ nhất, thật ra nó hai cái là nó là một thôi đó, nó diễn đạt theo cái hai hướng, hai cách hơi khác nhau một chút thôi. Ta chỉ ra hai dãy XN và IN nằm trong E nè. Ta cho giới hạn của xn trừ in bằng không nè. Nhưng mà giới hạn của fxn trừ in là một số khác không. Hoặc cách thứ hai, ta có hai cái dãy xn in nằm trong E, cho giới hạn của xn trừ n bằng không nhưng mà trị đó fxn trừ fyn lớn bằng c bằng số dương. Với mọi n lớn bằng một bằng một trong hai cái hướng tiếp cận này, chúng ta có thể chứng minh được rằng hàm F không liên tục đều trên tập E ha. Chúng ta chú ý đến cái sự liên hệ giữa sự liên tục và liên tục đều ha. F liên tục trên liên tục đều trên tập E thì chúng ta sẽ suy ra F liên tục trên E.
Tuy nhiên chiều ngược lại thì không chắc đúng ha. Chiều ngược lại là sai. Một cách tổng quát thì nó sai, nhưng trong trường hợp đặc biệt e chúng ta làm cái khoảng đóng và bị chặn thì nó lại đúng. Chúng ta có cái định lý gọi là định lý Hen ha. Định lý này sẽ cho chúng ta có cái điều sau: f liên tục trên đoạn AB. Nhớ là cái chiều ngược lại nó chỉ đúng với cái tập E chúng ta đặc biệt thôi ha. Cái tập E tổng quát thì chúng ta không có chiều ngược lại. Nhưng với E là một cái tập khoảng đóng và chặn ha. Là sai và tổng quát ha. Trong trường hợp tổng quát. Và đúng khi E là một cái tập đóng và bị chậm à. Khi lúc đó chúng ta sẽ có được F liên tục đều trên nội B. Rồi. Hôm nay chúng ta tập trung vào cái việc sử dụng định nghĩa để chứng minh cái sự liên tục đều hoặc là không liên tục đều của một hàm số trên một cái tập ha. Cái việc sử dụng định lý thì chúng ta sẽ quay lại sau. Rồi. Vậy chúng ta sẽ chú ý những điều trên này ha. Thực ra chúng ta có thể viết lại hai cái phương pháp chứng minh bằng công cụ giải này nè. Theo cái đúng cái định nghĩa bên trên ha, thì để cơ bản là chúng ta sẽ chọn xn y n nè, sao cho cái khoảng cách giữa xn với n nhỏ hơn cái delta nè, thì chúng ta lấy n đủ lớn nè, lúc đó cái sự sai lệch giữa xn với n nó sẽ nhỏ hơn delta, và lúc đó chọn con epsilon nè, giới hạn cái này, giới hạn của cái giải này nó bằng một cái con c khác không đi, thì ta lấy trị đối nó là bằng, đây là bằng trị đối c nè, ta lấy epsilon nó là một con c trên 2 chẳng hạn. Khi n đủ lớn thì nó sẽ thỏa mãn cái vấn thức này. Thì chúng ta sẽ chứng minh được nó không liên tục đều. Còn ở dưới này khá là trực tiếp, lấy con epsilon bằng c nè. Chọn n đủ lớn thì lúc đó trị đối n trị n nhỏ hơn delta nè. Giờ thử làm một vài bài tập ha. Ta thử chứng minh ở câu A nè. Giải quyết câu A. Chứng minh hàm số này liên tục đều trên cái độ khoảng không vô cùng ha. Chúng ta tiến hành phân tích một chút. Ta có f(x) nè, trị đó f(x) trừ f(y) nè. Thì ta dùng cách nhân lượng hiệp nên ra là trị đó x trừ y nè. Trên do căn bằng 2x cộng căn bằng 2y. Giá như mà y của chúng ta nó lớn, nó không có bị dính gì thì bị đụng chạm với con không á, thì chúng ta sẽ thấy được rằng chúng ta có thể đánh giá con này ha. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng với epsilon dương bắt đầu giải ha. Chúng ta sẽ chọn delta sau ha. Thì chúng ta né cái đoạn 0,1 ra ha. Thì trên đoạn 0,1 ha. Chúng ta cũng hơi dùng dùng định lý ở chỗ này ha, trên đoạn 0,1. F sẽ liên tục đều trên đoạn 0,1 ha. Do đó
với epsilon phẩy bằng epsilon. Tồn tại cái con delta 1 ha. Dương sao cho. Mọi x1 x2 thuộc chọn không một để cho x1 nhỏ bằng x2 và x2 trừ x1 nhỏ hơn bằng delta 1 thì trị đó f(x)1 trừ cho f(x)2 bằng epsilon. À, chúng ta tận dụng cái điều này và cái phân tích ở bên trên chúng ta chứng minh ha. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh, ta sẽ chọn con delta ha. Chúng ta lưu ý rằng khi mà có một cái con x hoặc là con y nó lớn bằng một ha thì nó sẽ nhỏ hơn bằng trị đó y trừ y và nhỏ hơn bằng delta với mọi x y thuộc vào khoảng không vô cùng sao cho tồn tại một cái con x hoặc y nó lớn bằng một ha, x lớn bằng một hoặc là ta khoan bỏ con delta ra, x lớn bằng một hoặc y lớn bằng một, ta có đánh giá này. Chúng ta thử ha, chúng ta chọn con delta sao ha, với x y thuộc vào đoạn không được khoảng không vô cùng sao cho x nhỏ bằng y và trị đối x trừ y nhỏ bằng delta với delta chọn sao. Tất cả điều thứ nhất, nếu như mà y của chúng ta nhỏ bằng một và có tính ta chọn con delta của chúng ta nhỏ hơn bằng con delta 1 thì ta sử dụng được cái tính chất này ha, x1 xy của chúng ta nó chính là thuộc vào cái đoạn không một thỏa tính chất của x1 x2 nè, thì do đó chúng ta sẽ có x1 f x trừ đó f trừ f nhỏ bằng delta nhỏ bằng epsilon. Rồi, trường hợp thứ hai, nếu như cái con y của chúng ta lớn hơn bằng 1, ta có. Thì bỏ chữ ta có đi ha. Nếu đi. Đó là chúng ta chọn delta sao ha, delta dương ha, nếu y chúng ta lớn hơn một đi ta có trị đó fx trừ fy thì bằng trị đó x trừ y trên cho căn bậc 2x cộng căn bậc 2y nó nhỏ hơn bằng delta nè, bởi vì mẫu lớn bằng 1 nè. À, thì ở đây chúng ta chỉ cần chọn cái con delta nó nhỏ hơn bằng epsilon ha. Thì chúng ta sẽ có được trị đó fx trừ fy nhỏ epsilon ha. Vậy để có chung quy là chúng ta sẽ suy ra được
trì đó fx trừ fi nhỏ bằng epsilon ý mỗi ý đi thuộc vào cái đoạn và nửa khoảng không vô cùng. Sao cho trì đó ít trừ y nhỏ bằng delta. Delta được định nghĩa như sau. Chúng ta đảm bảo để đảm bảo được rằng cả hai điều này ha, thì chúng ta chọn con delta khỏi cái bấm thức này. Hai cái bấm thức nằm trong cái khung màu đỏ ha. Và đồng thời chúng ta phải chọn được con delta này nhỏ bằng epsilon thì chúng ta sẽ có được cái màu vàng nhé. Cái này là cái nháp ha, cái chỗ này phân tích thôi, chọn bằng epsilon là cái chúng ta kỳ vọng ha. Vậy chọn delta chúng ta bằng giá trị nhỏ nhất trong hai con số epsilon và delta 1. Tất nhiên nó là một số dương ha. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng chúng ta có thể viết lại, trình bày lại cũng được ha. Nhưng cách trình bày như thế này, chúng ta thấy được rõ được tại sao chúng ta chọn con delta như thế này ha. Nhớ rằng là cái ý tưởng chúng ta ngay từ đầu tại sao chúng ta xét cái đoạn không một là bởi vì là chúng ta nếu như con ít đi mà nó không một trong hai con này không gần với không á thì lúc đó chúng ta sẽ có đánh giá này. Thật ra chúng ta đang xét đơn giản nhất là chúng ta xét ít đi một trong hai con này lớn bằng một thì chúng ta sẽ có được là cái mẫu lớn bằng một nè. Rồi, chúng ta có thể trình bày lại hoặc là để nguyên như thế này cũng là đã đủ rồi ha. Chúng ta chọn delta sau nè. Ta cố tình chọn con delta nó khỏi cái điều này để đảm bảo ta dùng được cái tích chất liên tục đều của cái hàm F trên chọn 01 nè. Rồi cái bên dưới nè thì đại loại như thế này. Rồi chúng ta đã chứng minh được cái sự liên tục đều của hàm số hàm fx bằng căn bậc x trên cái nửa khoảng không vô cùng ha. Chúng thử qua làm hai cái bài khác ha, chúng ta chứng minh nó không liên tục đều. Ta lần lượt thử làm câu B với câu C, chứng minh nó không liên tục đều ha. Với epsilon dương nè. Câu B nha. Cụ thể chúng ta sẽ chọn epsilon như thế nào ha. Chúng ta thử lấy hai cái dải n n nó đủ gần, tức là nó giới hạn của nó chỉ đó n trừ n bằng 0 nè, nhưng mà giới hạn hoặc là cái trị đó của Fn trị n nè đủ lớn ha. Chúng ta sẽ thấy được cái vấn đề nằm ở chỗ là cái con không ha, ít đi đủ gần không thì nó sinh chuyện. Chúng ta thử lấy xn nè bằng 1/n nè, in nè bằng 1/2n nè, chúng ta sẽ có được là trị đó xn trị n nè giới hạn của nó nè thì dễ dàng thấy nó bằng không nè. Tuy nhiên fxn nè trừ fin nè cái trị đói nè thì nghịch đảo đó ha thì nó ra là bằng trị đói n trừ 2n bằng trị đói n nè, nên là n luôn ha, lớn bằng một với mọi n lớn bằng một ha. Từ cái ý tưởng này chúng ta có thể tìm viết lại lời giải hoặc là đủ để chứng minh rồi ha. Rồi ta có cách trình bày thứ hai nha. Đúng định nghĩa ha thì trình bày như sau. Với epsilon bằng một nè ý mỗi delta dương ta sẽ chọn xn n như trên. N bằng 1 phần N IN bằng 1 phần 2N. Tất nhiên XN, IN của ta thuộc vào cái khoảng không 1 ha.
Thật ra chúng ta thấy giống như chúng ta đang chọn giải nha, mà thật ra chúng ta đang chọn một con n thôi. Ở đây chúng ta đòi hỏi trị đối n, trị n nó nhỏ hơn epsilon ha, thì chúng ta có trị đối n, trị n thì bằng 1/2 n nè, thì lúc đó chúng ta cần có 1/2 n nhỏ bằng epsilon ha, rồi nhằm nhỏ hơn delta nháp nè, trị đối n, trị n nó bằng là 1/2 lần n này. Muốn nó nhỏ bằng delta thì chúng ta chọn n lớn bằng 1/2 delta. Ở đây chúng ta chọn n là số, thật ra số thật cũng được, số nguyên cũng được, nói chung là đại loại chọn với n thỏa. N thuộc tập số nguyên tự nhiên và n lớn bằng 1/2 delta. Khi đó ta sẽ có có thì thứ nhất trị đó xn trị n nè, thì nó sẽ bằng là 1/2 n nè, nhỏ bằng chúng ta. Và điều thứ hai, chúng ta dễ dàng thấy được là trị đối FN trừ FIN thì nó bằng là N, và hiển nhiên nó lớn bằng Epsilon, với mọi N lớn bằng 1. Chính điều này dẫn đến ca hàm F không liên tục đều theo đúng cái định nghĩa ha. Sinh khoảng 01. Nhớ rằng là bên đây chúng ta chứng minh được hàm F liên tục đều nha. Từ điều này suy ra F liên tục đều trên cái nửa khoảng không vô cùng. Rồi, vậy chúng ta đã chứng minh được cái hàm số ở câu B này không liên tục đều ha. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ chứng minh được cái hàm số ở câu C cũng như vậy. Nhưng ta sử dụng cái ý tưởng hơi khác một chút. Cũng gần giống như thế này, nhưng mà cái cách chọn giải hơi khác. Ở câu C, chúng ta lưu ý rằng chúng ta có thể trình bày theo cái cách mức cách một nè, nó sẽ dễ hình dung hơn. Chúng ta có thể chọn một dãy n mà đủ gần không sao cho tất nhiên nó dương, và đủ gần không sao cho cái giá trị hàm số tại đó, nó tại mỗi cái phần tử của dãy á, thì nó bằng một vì chẳng hạn, và một cái dãy mà nó đủ gần không sao cho giá trị hàm số tại mỗi phần tử của cái dãy đó thì f nãy bằng 0 thì này bằng 1, còn nãy bằng 1 thì này bằng 0 ha. Cụ thể như sau, xn nè bằng 1 phần 2 n bi n bằng 1 phần bi trên 2 cộng 2 n bi. Khi n đủ lớn thì chúng ta sẽ có được là trị đối xn trị n đủ nhỏ ha, nói chung là chúng ta có với n lớn bằng 1 ha. Điều thứ nhất, giới hạn của trị đối xn trị n nè là tiến ra vô cùng nè, bằng 0 nè. Nhưng mà chúng ta lại thấy trị đối fn nè trừ cho fn nè thì rõ ràng ha, sin 2b hay sin 2nb nó bằng 0 nè, còn sin b trên 2 cộng 2nb thì bằng 1 nè, thì chỉ đó bằng 1, dĩ nhiên nó lớn bằng 1 với mọi n lớn bằng 1, thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được f không liên tục đều nè.
không liên tục đều trên cái khoảng 0,1. Chúng ta lưu ý thêm ha, xn và n nó thuộc khoảng 0,1 nha. Là cách thứ nhất. Còn muốn trình bày theo đúng định nghĩa thì chúng ta làm theo cách thứ hai. Dùng từ cách nó hay kỳ quá ha, lời giải đi. Lời giải 1. Lời giải 2. Ở lời giải 2 thì chúng ta cũng dùng cái ý tưởng giống vậy, nhưng mà chúng ta sẽ chọn con xn nó tương thích với con delta ha. Và ở đây chúng ta nhận dùng cái nhận xét này, chúng ta chọn con epsilon 1 nè. Với epsilon 1. Với mọi delta dương, ta chọn xn, n như sau. Xn bằng 1 phần 2nb. Yn bằng 1 phần pi trên 2 cộng cho 2nb. Ta lưu ý rằng xn, n thuộc khoảng 0,1 ha. Với n thỏa điều kiện sau. Thật ra chúng ta chọn như thế này, chúng ta cố tình ta chọn sẽ cho trị đó xn, trị n nó nhỏ hơn bằng delta ha, thì chúng ta chọn con xn này nhỏ bằng delta là đủ rồi. Cái trị đó xn, trị n nhỏ bằng con xn nè, thì chúng ta chọn n lớn bằng 1 phần 2 pi nhân delta. Tất nhiên là n thuộc tập số tự nhiên và thỏa được công thức đó. Ta chỉ cần chọn một con n ha, với mỗi delta ta chọn một n như thế này là được rồi. Tất nhiên có vô số con n như vậy. Khi đó ta có điều thứ nhất, trị đó xn trị n nè. Thì nó sẽ bằng là xn trị n luôn. Và hiển nhiên nó nhỏ bằng xn nè. Kiểm tra lại ha, xn với n cái nào lớn hơn? Xn lớn hơn ha. Trời. Và hiển nhiên nó nhỏ bằng delta. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, dễ dàng thấy như trên, trị đó Fn trừ In nè. Trị đó In chứ. Trị đó Fn trừ Fin thì nó sẽ bằng 1 nè. Hiển nhiên nó lớn bằng epsilon nè. Với mọi n. Để ta bỏ qua l đi con n. Rồi, từ hai điều này ta sẽ suy ra được hàm F ta không liên tục đều trên cái đoạn không khoảng 0,1. Vậy chúng ta đã hoàn tất cái thí dụ C luôn ha. Các bạn thử chứng minh B, D và E không liên tục đều ha. Ở cái D thì nó khá là tương tự như câu C. Chúng ta chọn khéo léo chúng ta sẽ giải quyết được. Ta thử ha. Ở câu E thì mình có thể xem xét như một cái gợi ý ha. Mình thử cái điều sau nè. Ở câu E nha. Fx bằng x bình phương. Thì chúng ta lưu ý điều sau. Fn nè. Cộng 1 phần n trừ cho Fn nè. Ta thu gọn. Khai triển thu gọn thì nó sẽ ra là 2 nè. Cộng cho 1 phần n bình nè. Hiển nhiên nó luôn lớn bằng 2 nè, với mọi n lớn bằng 1. Từ cái cơ sở này chúng ta có thể
giải quyết cái vấn đề chứng minh cái hàm số này không liên tục đều ha, làm y hệt như bên trên thôi. Thật ra cái trình bày như lời giải một là nó gọn gàng và nó dễ hình dung ha. Còn hai á thì nó đang để có được lời giải hai này mình phải dựa vào ký tưởng của lời giải một, mình mới trình bày lại để nó cho sát với cái định nghĩa thôi. Giải này hơi phiền một chút ha. Cố tình né cái con không thì người ta dẫn đến cái lời giải như thế này ha. Rồi, ngoài ra các bạn có thể xem xét thêm một số cái bài tập bên dưới này. Mình sẽ quay lại sau, mình sẽ sử dụng cái định lý Hand để chúng ta xử lý bài tập 2 này và cái bài tập bên dưới. Đó. Cái sự liên tục đều ha. Rồi, chúng ta sẽ quay lại sau để xử lý cái bài toán 2, 3, 4 ha.